chào anh chị, ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn anh chị các thao tác lập chứng từ xuất kho chi hộ cho cơ quan cấp trên hoặc là cấp dưới trên phần mềm misamimoza.net. Vào phân hệ vật tư hàng hóa, chọn xuất kho, khai báo các thông tin trên chứng từ xuất kho, khai báo các thông tin chung, người nhận, địa chỉ, lý do xuất. Nhập các thông tin chứng từ, ngày phiếu xuất, ngày hạch toán, số phiếu xuất. Sau đó nhập các thông tin chi tiết của chứng từ, chọn mã hàng. Hệ thống tự động lấy lên các thông tin tại tab hàng tiền dựa vào thông tin khai báo vật tư hàng hóa trước đó. Anh chị nhập tài khoản nợ, tài khoản có, số lượng, đơn giá, chọn mục đích xuất. Tại tab thống kê chọn hoạt động sự nghiệp tương ứng. Rồi nhấn cất để hoàn thành. Nhấn in trên thanh công cụ và chọn mẫu cần in. Ngoài ra có thể xem được các sổ hay báo cáo liên quan bằng cách chọn menu báo cáo. Vật tư hàng hóa. Chọn sổ hay báo cáo cần xem. Chọn kỳ báo cáo. Kho. Loại vật tư công cụ dụng cụ. Tài khoản. Tích chọn mã vật tư hàng hóa. Và nhấn đồng ý. Trên đây thì em vừa hướng dẫn anh chị các thao tác lập chứng từ xuất kho chi hộ cho cơ quan cấp trên hoặc là cấp dưới trên phần mềm misamimoza.net 2019. Xin chào và chúc anh chị thực hiện thành công.